Thưa quý vị, chiều 1 tháng 6, cảnh một xe buýt leo lên vỉa hè ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bị người dân quay phim lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Video này đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Thanh Niên đã tiến hành tìm hiểu vụ việc này. Video này ghi lại hình ảnh xe buýt tuyến số 38 mang biển số 51B22501 đang chạy trên đường và đột nhiên đi lên phần vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đăng tải, video này đã được nhiều người chia sẻ và bình luận. Trong đó, đa số các ý kiến đều bức xúc về việc tài xế xe buýt chở hành khách công cộng mà lại không tuân thủ luật giao thông. Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, tức PC67 công an thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu vụ việc. Một lãnh đạo đội này cho biết, theo quy định thì người dân có quyền quay video clip các xe vi phạm luật giao thông và gửi về cho các đơn vị cảnh sát giao thông. Nếu thấy đủ căn cứ, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt. Riêng với video clip xe buýt leo lề, dù là trong giờ cao điểm hay không thì cũng đều là phạm luật và sẽ bị xử phạt. Theo Nghị định 46 năm 2016, nếu cho xe ô tô leo lên vỉa hè, thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu 200 ngàn đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.